cửa hàng KFC bán gà chay tại tất cả các tiệm ở Việt Nam. Tin đến từ Hà Nội, hệ thống nhà hàng gà chiên KFC của Hoa Kỳ cho biết đã bán hai món gà chay tại tất cả các địa điểm ở Việt Nam, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định. Theo báo mạng Life Candy, các món gà chay đã được KFC giới thiệu từ đầu tháng 7 âm lịch nhằm vào thực khách tìm kiếm những phiên bản chay của các món ăn quen thuộc tại KFC. Các món này gồm một sandwich ức gà nướng chay được mô tả là trộn lẫn một cách hòa hợp với nguyên liệu tự nhiên. Ăn chung với cà chua, rau xanh và mayonnaise, không làm từ trứng kẹp trong bánh mì mè. Món thứ hai là tô cơm trắng trộn gà chiên xay, xé nhỏ, ăn cùng với rong biển, đại hàng nướng và rau xà lách. Báo mạng Life Kylie chỉ ra rằng trang mạng của KFC Việt Nam gọi các món này là veteran, tức không có thịt nhưng có thể có trứng và sữa nhưng những quảng cáo bên ngoài các nhà hàng KFC mô tả các món ăn này là vegan, tức hoàn toàn không có sản phẩm từ động vật. KFC hiện có gần 19.000 nhà hàng tại 119 quốc gia. Hồi tháng năm vừa qua, KFC loan báo sẽ cung cấp thử nghiệm những món gà chay tại thị trường Anh Quốc trước cuối năm nay. Theo công ty khảo sát thị trường toàn cầu Research and Markets, nhu cầu thức ăn chay lớn nhất tại các nước phương Tây Tuy nhiên, khu vực châu Á Thái Bình Dương từ nay đến năm 2023 được dự đoán sẽ là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của các sản phẩm thịt chế biến từ thực vật.